Mix DJ. Powered by Negros Beats Club. Hey, hey, hey.
I'm so sad, avocados, blah, 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 blah. Heartbreak, oh my God, we get it, you're sad. Jesus Christ, shut up already. Oh my God, I'm so sad, nobody loves me. And I never even thought that maybe that's my fault. I look for sadness, I look for pain. So when I find it, my mind is locked in place. I see it everywhere. I never even took the time to realize that maybe the problem is me. I look for pain, it's all I see. So when it comes to my conclusion of the reason, that's never me. Oh my God, we get it, you're sad. Jesus Christ, shut up already. Oh my God, I'm so sad, nobody loves me. And I never even thought that maybe that's my fault. I look for sadness, I look for pain. So when I find it, my mind is locked in place. I see it everywhere. I never even took the time to realize that maybe the problem is me. I look for pain, it's all I see. So when it comes to my conclusion of the reason, that's never me. I don't see a problem with myself. The reason I'm alone is everybody else. I'm perfect, everyone else is worthless. You're just not good enough is what I mean. To date me, you need to pray to me. You need to worship me. I look for sadness, I look for pain. So when I find it, my mind is locked in place. I see it everywhere. I never even took the time to realize that maybe the problem is me. I look for pain, it's all I see. So when it comes to my conclusion of the reason, that's never me. Nếu có thể có hiệu quả thì nó
có lẽ không phải là vấn đề cá vừa rồi đấy sẽ là quan trọng nhất trong mọi cái bài học để mà hoạt động được cái giáo sư rất tốt để phù thêm cho cha và ban hay giảng cho cái giáo sư đi có đẹp hơn. Cũng là quá nóng thì như nói cái chân mà nó nói thân cũng nói cái đủ cái đại long của con ấy cũng nói giống như cái dè thế cũng vậy cấn mà nó thân nó sâu rồi cái bụng là nhưng mà cùng thầy vinh hạnh là được hy sinh có cơ hội được làm với việc với cho giáo sư cha con biết là rồi đấy là không biết là có đủ đi đồ hay là thế này họ để mà giúp giáo sư không nhưng mà gọi là được một năm làm việc giúp giáo sư cảm thấy là cái trách nhiệm của một người lớn trong cái giáo sư này là một người giống như một người trong người cha trách nhiệm cái gia đình mình chỉ có cái trách nhiệm cũng là nói lên cái tầm lòng của đại lòng của con anh em cũng mong là quả thời đây anh em sẽ là cố gắng hy sinh cái phần việc của nhà để là cũng làm việc với tất cả là sẽ tiệt con cái tinh tế thời gian và nó cũng ảnh hưởng nhiều cái bát chạm trong cuộc sống bát chạm nhiều cái cho nên là ta thì bỏ qua những bát chạm hy sinh để là cố gắng giúp giáo sư chúng ta một công sức mong là anh em cố gắng và con chia sẻ. Bây giờ sẽ là cái ý kiến của đại diện đại lang của ban. Có lẽ anh Sơn này. Hay. Còn xin được ý kiến của ban trước là anh Sơn đó. Là cái chủ quả này thì con xin có vài lời. Thì lời đầu thì con hãy lời cho bác được cái mới á, xin lỗi là vì hôm nay thì thầy đọc thì đông nhưng mà thầy không phải nhận đến đấy thì không biết là tinh thần công việc có làm được không nhưng mà tinh thần thì thầy đi quá thì con xin lỗi bên hội nghị bên các ban ngành thông cảm cho quả cho con thì trước tiên đầu năm thì con hãy lời cho bác trưởng trái với thì cũng khỏe nhiều điều may mắn và đặc biệt là nhiều hơn nữa trong năm mới thì con xin có ý kiến tiếp theo là cảm ơn hội đồng phục vụ và kết quả tái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua và sau nữa thì xin gửi tiền cho chúng con để giúp đỡ chúng con thì chúng con làm tốt công việc thì chúng ta bây giờ thì chúng con chưa nắm bắt được chúng chưa biết được là sẽ làm như thế nào nhưng mà có thể nhiều việc quả nhiên được phải làm thì con cũng giảm thời gian con bỏ được gian thì con chỉ mong vậy thôi xin cảm ơn. Bình thường thì con thường nói về quá trước thì con nói về anh Hoa với anh băng chị Lương á với mấy anh tiêu trái trước và quả này con cũng tâm sự với anh Hoa quả này với anh Nguyên với anh Tuấn với anh Lương trong ban lãnh đạo á thật là một giáo sư mà không có trái lang thì như một cái quốc gia không có quân đội chúng tôi rất yên tâm với điều kiện á với tư cách hội đồng phục vụ nếu mà không có trai lang thì các cái điểm khác để bảo vệ an ninh trật tự tất cả vấn đề cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng mà các anh cũng nên yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu thì tôi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này anh thiệt thòi kinh tế gì chưa mặc dù là anh cộng hiến cho giáo sư rất nhiều nhưng mà thấy anh cũng béo ra đẹp lắm tất cả nó đều tốt cả nên là anh em đừng mạnh dạn và để lặn hòa rồi anh Sơn là những người đi trước họ cũng không bỏ ta đâu họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy cháu đó là đồng viên họ cầu cách đây cách khác cho nên mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa tức là giờ anh Nghĩa anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận việc một lần nữa xin cảm ơn và chúng ta sẽ hẹn một ngày khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó để học các cái đầu lái này của văn lang Trai Lan tu và đại lần mới giao nhiệm vụ đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin đại lang quả hai tiếp tục trực cộng trong vài đêm nữa để chúng ta sẽ hoàn thành chắc có lẽ ta cũng bỏ ra quá thời gian nhưng mà một vài đêm cả sáng cả không đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy
cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. bắt tay vòng nữa. Bây giờ